Ngày 26 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Văn Quyển và Lê Hà Phương Thông cùng sinh năm 1994, trú tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế, có hành vi cướp tài sản. Trước đó khoảng 11 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2021, công an thành phố Huế đã nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Phương Nhi, sinh năm 1989, trú tại 108 đường Tôn Thất Hiệp, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, trình báo về việc cháu T sinh năm 2012, con của chị, trong lúc đang xem điện thoại tại nhà thì bị hai đối tượng đến cướp giật tài sản. Đội cảnh sát hình sự công an thành phố nhanh chóng truy xét, phối hợp với công an các phường sàng lọc đối tượng qua diện nghi vấn. Đến 10 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2021, đội hình sự và công an phường Thuận Lộc xác định hai đối tượng gây án là Đào Quang Viễn và Lê Hà Phương Thông cùng sinh năm 1994, trú tại phường Thuận Lộc. Tại cơ quan công an, Viễn và Phương khai nhận lợi dụng cháu T ít tuổi, gia đình đang mở cửa không ai trông coi nên nhanh chóng tiếp cận ra tay cướp giật tài sản. Vụ việc là lời cảnh cáo cho các gia đình cần nêu cao tinh thần phòng chống tội phạm, không giao tài sản có giá trị cho trẻ em, đóng cửa cẩn thận khi không có người lớn ở nhà.